Con Liêm ạ. What the hell? Vẫn con Liêm ạ. Em ơi. Ôi giời, ôi giời, mega cứu đâu? Con Liêm ạ, anh bẩn con Liêm em ạ. Anh bẩn con Liêm ạ. Mega cứu đâu? Mega cứu đâu? Xem neo đi đoán. Con này xú đẹp nhỉ. A không. Anh đứng vào một cái thể mà nó không lao được gì anh, nhưng nó bắt buộc phải đương nào nó cũng chết cái phá đấy. Wow! Ta con Liêm ta thứ thả các bạn. Con Liêm ta thứ thả mà chơi. Quá chuẩn luôn. Anh con Liêm. Ôi mất Liêm, con Liêm em ạ. Anh phải giữ cái Liêm của anh, hiểu không? Con anh mà kiểu không con gì để mất ra thì anh xúc xích nó luôn. What? Anh mong con Liêm đến xúc xích nó luôn cái phá này á. Rồi chơi này. Con Liêm nhá em nhá. Anh con Liêm luôn, anh cấn hai anh đây, anh con Liêm em. Wow, dịch láo kìa. Anh không bao giờ sờ một cái trường hợp nào. Dính láo kìa. Trời ơi em ơi. Đừng. Ôi trời ơi, phía trước hai thằng kìa. Dính láo tiếp kìa. Ui giời. Ôi giời ơi. Trời khốn nạn khăn nộp, khốn nạn khăn nộp. Anh con Liêm, anh ngại gì em, mega cứu anh, đây thôi. Cốt nặng cắt nổ, ôi dồi ôi. Con Liêm em ạ. Con Liêm ạ. What the hell? Bật con Liêm ạ. Em ơi. Ôi dồi, mega cứu đâu. Con Liêm ạ, anh bật con Liêm em ạ. Anh dần con Liêm ạ. Mega cứu đâu. What? Mega cứu của mình đâu. Mega đâu. Trời kia như vậy ác vậy. Anh phía lao cho cái bọn này không kịp thở ấy mà.
các bạn hãy nói gì đi, các bạn hãy nói gì về cái trận đấu này đi ạ. Mình cần một cái lời bình của các bạn. Nếu mà các bạn không có gì để nói thì hãy follow cho Lao Game trận đấu này.